Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cơ chế đa phương bị xói mòn di sản nhiệm kỳ của Donald Trump. 4 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khép lại. Điểm lại một số nét lớn trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong nhiệm kỳ sắp qua là chủ đề chính của tạp chí đặc biệt AFI của nước Pháp nhân dịp bầu cử Tổng thống Mỹ. Di sản Donald Trump 2017-2020 với đặc điểm tiêu biểu là các cơ chế đa phương quốc tế bị xói mòn, để lại những thách thức nào cho Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ tới đây. Một đặc điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Donald Trump trong nhiệm kỳ sắp qua là việc Mỹ đã rút khỏi hàng loạt định chế đa phương và nhiều thỏa ước quốc tế quan trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Barack Obama. Từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay từ đầu nhiệm kỳ, hiệp định vốn đã hoàn tất dưới thời Tổng thống nhiệm kỳ Obama, rời Hiệp định Khí hậu Paris vào tháng 6 năm 2017, hiệp định mà toàn thể cộng đồng quốc tế đã hết sức khó khăn mới đạt được đồng thuận. Vào tháng 10 năm 2017, Washington cũng tuyên bố rút khỏi UNESCO, Cơ quan Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc. Tháng 5 năm 2018, chính quyền Mỹ cũng đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 ký kết. Và tháng 6 năm 2018, đến lượt Mỹ từ bỏ Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tháng 8 năm 2019, chính quyền của Donald Trump rút khỏi Hiệp ước về tên lửa hạt nhân tầm trung với Nga. Trong lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán đưa thế giới vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, thì tháng 7 năm 2020, Hoa Kỳ tiếp tục tuyên bố rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới. Một số định chế quốc tế lớn trên đây được coi là nền móng của cơ chế đa phương trong quan hệ quốc tế đã bị nước Mỹ quay lưng trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng cơ chế đa phương quốc tế được cộng đồng quốc tế dày công kiến tạo từ sau Thế chiến Thế giới thứ hai đến nay đang suy tàn? Chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhà nghiên cứu Martin ở quỹ Kerman Marshall đã ghi nhận chính bản thân sự tồn tại của một cộng đồng quốc tế mở rộng cho tất cả cũng bị chính quyền Donald Trump hoài nghi và tìm cách phân hóa. Và khi Hoa Kỳ phá cơ chế đa phương, Trung Quốc đã có dịp lấn tới. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà báo Phạm Trần từ Washington điểm lại một đôi nét về tác động đối với cơ chế đa phương quốc tế của chính sách đối ngoại của Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ như sau. Điều đầu tiên chúng ta biết là khi ông Donald Trump lên cầm quyền, đó là chính sách nước Mỹ trên hết. Khi ông ấy đưa ra chính sách đó, có nghĩa là ông ấy tự cô lập nước Mỹ, rút vai trò lãnh đạo của nước Mỹ co cụm lại. Chính sách đó đưa tới hậu quả là, thứ nhất, nước Mỹ mất vai trò lãnh đạo thế giới và làm các đồng minh của Hoa Kỳ rất lo ngại. Ông Donald Trump đã để lại một chính sách mà đến đời Tổng thống mới, nếu không phải là ông Donald Trump thì có lẽ phải được thay đổi toàn diện. Vấn đề tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông ấy không có tha thiết, không có tích cực như các đời Tổng thống trước đây, và về vấn đề y tế cho nhân loại đã bị giảm thiểu. Chúng ta biết là Tổ chức Y tế Thế giới WHO là một tổ chức của Liên Hợp Quốc quy tụ tất cả các nước trên thế giới. Cái điều quan hệ là bây giờ ông Donald Trump rút đi, rút lui, tức là bỏ sự đóng góp rất lớn và cốt lõi của Hoa Kỳ đối với tổ chức này. WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, đã tồn tại được bao nhiêu năm nay, vẫn giúp đỡ nơi này, nơi kia, mặc dù cũng có những chuyện làm ăn bê bối. Từ khi xảy ra nạn dịch, Hoa Kỳ là một cường quốc, vẫn đứng vai trò hàng đầu, và Hoa Kỳ lại không có sáng kiến đưa ra hội nghị quốc tế tìm cách nào để ngăn chặn ngay lập tức nạn dịch này. Và việc Hoa Kỳ rút khỏi nhiều định chế đa phương quan trọng khiến các đồng minh chao đảo nhưng tạo thuận lợi cho chính quyền Bắc Kinh lấn tới, khẳng định thêm vị trí tại nhiều định chế quốc tế khác nhau. Đây là hình ảnh tân Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực Liên Hợp Quốc FAO người Trung Quốc Khuất Đông Ngọc đã được bầu lên vào ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại Roma, Ý. Trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump, Trung Quốc giành được vị trí lãnh đạo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO, Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế hay Liên minh Quốc tế về Viễn thông. Tiếng nói của Bắc Kinh ngày càng gia tăng cùng với việc Trung Quốc tăng đóng góp tài chính cho nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới. Nhân vật số 2 của UNESCO, Cơ quan Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc
là người Trung Quốc. Chưa kể đến các dự án lớn mang tính quốc tế mà Trung Quốc đang tìm cách triển khai ở khắp mọi nơi nhằm mở rộng ảnh hưởng thông qua các khoản đầu tư cho vay khổng lồ như dự án con đường tơ lụa mới. Trong một chương trình đặc biệt về chủ đề này, đài France Culture đã ghi nhận tại Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh đang áp đặt quan điểm của mình, vấn đề nhân quyền ngày càng tránh được đề cập đến, với hệ quả là chính quyền Trung Quốc không phải đối mặt với nhiều cáo buộc xâm phạm nhân quyền. Giờ đây, người ta nói đến sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Đây là một cách để nhấn mạnh là chính quyền các nước có quyền đối xử với người dân trong nước tùy theo các giá trị riêng của họ. Đây cũng là một cách để ngăn chặn mọi can thiệp nhắm vào chính sách xâm phạm nặng nề các quyền con người căn bản như tại Tây Tạng hay đối phó với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương. Theo các học giả Trung Quốc như Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, ông Diêm Ngọc Thông, ông này đã nói như sau: ông Trump đã hủy hoại hệ thống liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo và điều này mang lại cho Trung Quốc một giai đoạn chưa từng có về cơ hội chiến lược kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay. Phá bỏ quan hệ đoàn kết với nhiều đồng minh truyền thống tại châu Âu cũng như châu Á, rút khỏi hàng loạt định chế quốc tế về nhân quyền, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế hay khí hậu, không có nghĩa là Hoa Kỳ có ý định rút khỏi toàn bộ các liên minh quốc tế mang tính chiến lược. Đây là hình ảnh các nhà lãnh đạo của Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đều có chung quan ngại với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 của Mỹ, đặc biệt là 2 năm cuối của nhiệm kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra chính sách thúc đẩy phát triển một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mở tự do dựa theo luật pháp, gọi tắt là FOIP, để ngăn chặn bành trướng của Trung Quốc. Khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương dựa trên trụ cột là bộ tứ, 4 quốc gia dân chủ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, được coi là mở rộng cho mọi hoạt động quốc gia tham gia vào ngoài khu vực, chia sẻ cùng một tôn chỉ. Chiến lược xây dựng khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương với Biển Đông là một trọng tâm với lý tưởng như trên, được kỳ vọng đem lại phương hướng giúp cho nhiều quốc gia trong khu vực thoát khỏi sự chi phối, thậm chí thao túng đang ngày càng mạnh lên của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát ghi nhận khoảng cách rất lớn giữa tuyên bố và hành động thật sự của cơ chế đa phương mà Hoa Kỳ mong muốn xây dựng. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Raphael thuộc Trung tâm Nghiên cứu các khủng hoảng và xung đột quốc tế tại Bỉ nhận định như sau. Chính sách xây dựng khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương mở và tự do hiện nay của chính quyền Trump là sự tiếp nối của chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền tiền nhiệm Obama. Theo chiến lược này, hòa bình và ổn định vốn đã mong manh tại khu vực này chỉ có thể được đảm bảo nhờ sự chia sẻ các dãy chung trong một trật tự khu vực mà Hoa Kỳ muốn tiếp tục đầu tư và xây dựng với tư cách là thủ lĩnh. Để thực hiện chiến lược này, Washington đã có nhiều sáng kiến để thúc đẩy hợp tác khu vực như đạo luật về sáng kiến trấn an châu Á hay sáng kiến hạ lưu sông Mekong. Khối APEC, nhóm G20 và kể cả Tổ chức Thương mại Thế giới vẫn tiếp tục là các định chế quốc tế mà Hoa Kỳ cần thúc đẩy chiến lược Ấn Độ và Thái Bình Dương của mình. Đây là hình ảnh bà Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh G7 Taormina tại Ý. Tuy nhiên, điều mà nhà nghiên cứu Raphael nhấn mạnh là khoảng cách rất lớn giữa mục tiêu mà Hoa Kỳ tuyên bố và khả năng hành động trên thực tế. Theo tác giả, nước Mỹ không thiếu chiến lược tốt, vấn đề là khả năng thực thi. Lập trường mang tính bảo hộ dân tộc chủ nghĩa đặt nặng tầm quan trọng của các quan hệ song phương hơn là quan hệ đa phương đã khiến Hoa Kỳ rất khó khăn đầu tư mạnh cho các hợp tác của khu vực. Với chủ trương nước Mỹ trên hết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng như chủ nghĩa biệt lập Mỹ khó có khả năng kiến tạo các quan hệ đa phương mềm dẻo với nhiều quốc gia trong khu vực vốn có quan hệ lâu đời với Trung Quốc. Theo nhiều nhà quan sát, đại diện của Đảng Dân Chủ này, Biden, ông sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của nước Mỹ từ 70 năm qua, không kể 4 năm dưới thời Donald Trump. Đó là tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong việc thảo ra các quy tắc, thực thi các thỏa thuận quốc tế, cổ vũ cho các định chế, đóng góp vai trò định hướng quan hệ giữa các quốc gia, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tập thể. Một trong những quyết định đầu tiên của ông Biden sẽ là tổ chức một thượng đỉnh toàn cầu vì dân chủ, quy tụ xung quanh Mỹ và các quốc gia đang nỗ lực kháng cự các xu thế độc tài, phản tự do. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng khẳng định và cảnh báo rằng dù Biden có thắng, Mỹ không dễ trở thành một trụ cột của cơ chế quốc tế đa phương như trước nữa. Nhà chính trị học Lauren, phụ trách ban Mỹ của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thậm chí còn nhấn mạnh rằng
việc trở lại với chính sách đối ngoại của Mỹ thời Obama như tuyên bố của phe ông Biden là điều không thể. Còn chuyên gia Cecilin Berlin tại Trung tâm Tư vấn Brookings Institute nhấn mạnh là thế giới đã thay đổi và Trump đã thay đổi luật chơi về quá nhiều lĩnh vực, khiến điều đó không thể. Thực tế mới mà nhiều người nói đến là sự lên ngôi của các chế độ độc đoán khắp nơi và nền dân chủ không còn ở thế thượng phong trên quy mô toàn cầu. Thách thức lớn đối với chính quyền Biden là chấp nhận đối diện với sự thật như vậy. Đây là hình ảnh ông Biden trong vai trò Phó Tổng thống Hoa Kỳ tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình. Chính sách đối đầu quyết liệt trực diện với Trung Quốc đã được vạch ra trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2020 là rất khó thay đổi. Theo nhà cựu ngoại giao Bill Bruckner, nếu đắc cử, chính quyền của Biden sẽ phải tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các mạng lưới đồng minh tại châu Á, không phải để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc vì nước Mỹ không có đủ phương tiện, mà là để xây dựng một môi trường nhằm ngăn chặn những mặt tiêu cực của sự trỗi dậy đó. Còn về phía Donald Trump, nếu tái đắc cử, tân Tổng thống sẽ có chính sách gì? Hiện tại, chính sách đối ngoại của ứng cử viên Cộng Hòa vẫn còn là một ẩn số. Và theo chuyên gia Lauren, chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ phải là sự nối tiếp nhiệm kỳ đầu tiên. Còn phe Dân Chủ lo ngại rằng nếu đắc cử, Donald Trump sẽ có những hành động táo tợn không cùng biết đến giới hạn, gây nguy hiểm cho thế giới, ví dụ như bất ngờ tấn công Iran hay Bắc Hàn. Tuy nhiên, phe Cộng Hòa khẳng định Tổng thống đã thực hiện toàn bộ các cam kết về đối ngoại như rút khỏi các nhiều định chế quốc tế. Ứng cử viên Donald Trump cũng không đưa ra cương lĩnh tranh cử mới cho năm 2020. Tuy nhiên, về cơ chế đa phương quốc tế, cho dù không cổ vũ ở quy mô toàn cầu, Washington không thể từ bỏ mục tiêu thiết lập các cơ chế đồng minh và đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo chuyên gia về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ Malt tại Học viện Chính trị Paris, cho đến nay nước Mỹ trên thực tế là chưa làm được gì nhiều tại khu vực này mà Bắc Kinh đang ở thế thượng phòng. Còn nhà nghiên cứu Martin ở Quỹ Kepman thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc tế khẳng định thách thức số 1 hiện nay của ông Trump nếu tái đắc cử đã tạo lập được một lộ trình cho phép phát triển được các hợp tác quốc tế, trong đó có khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, chống lại các thách thức từ Trung Quốc. Cũng có nghĩa là phải điều chỉnh lại chính sách làm suy yếu các cơ chế đa phương quốc tế trong 4 năm vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020 với bản tin Cơ chế đa phương bị xói mòn, di sản nhiệm kỳ Donald Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.